Chào các bạn, hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cách cắt một chiếc tay áo xoắn. Trước hết thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một chiếc dập tay áo căn bản. Đây là chiếc dập tay áo căn bản mà mình đã chuẩn bị. Thì chiếc dập tay áo căn bản này mình đã chuẩn bị có độ dài là 17 cm các bạn nhé. Các bạn sẽ kẻ cho mình đường chính giữa của tay. Các bạn sẽ kẻ cho mình đường chính giữa của tay. Sau đó chúng ta sẽ chỉ sử dụng biến đổi ở trên mang sau thôi. Còn mang trước các bạn sẽ cắt giảm đi 1 cm giúp mình. Tùy vào công thức cái mang tay của các bạn, nếu mà công thức mang tay của các bạn là trên 1 thì các bạn sẽ cắt 1, mà trên 0,5 thì các bạn sẽ cắt 0,5. Đó, các bạn sẽ sử dụng cái mang sau đây ạ. Trên cái phần mang sau này thì các bạn sẽ kẻ cho mình đến cái chỗ ngang bắp tay đây. Các bạn sẽ kẻ cho mình một đường từ đây cho đến đây ạ. Kẻ một đoạn từ đây đến đây. Nối từ cái phần rộng ngang bắp tay này vuông góc tại đây nhá. Đó, sau đó thì các bạn sẽ cắt ra cho mình. Các bạn đánh dấu cho mình đây là đường giữa này. Còn đây là đường sườn tay này. Sau đó thì các bạn sẽ cắt ra cho mình. Đó, các bạn cắt ra như vậy. Các bạn sẽ đo cho mình cái khoảng cách từ cái chỗ này. Đó. Được bao nhiêu cm thì các bạn chia ra làm 4 phần cho mình. Đó, các bạn chia ra như vậy. Sau đó thì các bạn sẽ nối vào cái điểm này. Đó, các bạn sẽ chia ra làm 4 phần như vậy. Các bạn mang cắt ra cho mình. Đó, các bạn không cắt hết mà chúng ta sẽ cắt dính ở trên phần đầu này từ 0,3 cho đến 0,5 cm. Sau đó thì các bạn sẽ mang dán lên trên một mảnh giấy khác giúp mình. Các bạn dán sao cho cái khoảng cách từ cái đầu này của ly đến cái đầu này nó sẽ bằng 2 lần của cái khoảng cách chỗ này. Các bạn sẽ đo cho mình chỗ này là khoảng bao nhiêu cm. Ví dụ mình đo được ở đây là 4,2 cm chẳng hạn, thì mình sẽ dán lên là 8,4 cm. Đó. Các bạn sẽ dán cố định phần này trước, phần phía trên này trước. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ đo ra đây là 8,4 này. Đúng bằng 2 lần của cái kia luôn. Sau đó các bạn sẽ dán tiếp cái đầu dưới này này. Hai cái này thì các bạn dán sao cho nó đều ra thôi, để cho cái đường này nó sẽ trở thành một cái đường đều chứ không bị gấp khúc. Sau đó thì các bạn sẽ nối hai điểm này vào với nhau ạ. Trên và dưới vào với nhau ạ. Đó. Sau đó các bạn sẽ lấy trung điểm của cái này. Đó, các bạn sẽ kẻ một đường vuông góc tại cái trung điểm đấy. Sau đó thì các bạn sẽ mang đặt cho mình cái phần mà các bạn đã cắt rời ra đây. Các bạn nhớ đặt cái phần giữa vào đây nhé. Đó. Về cái phần cái dải này thì các bạn sẽ lối dài ra cho mình. Để khi mà các bạn xoắn lại thì nó thừa thiếu như thế nào thì các bạn cộng trừ đi nó sẽ dễ hơn. Đó, các bạn sẽ kéo dài cái phần này ra giúp mình. Các bạn kéo cho mình khoảng 8 đến 10 cm nhé. Để tùy vào cái vải mỏng hay dày của các bạn. 8 cm thì cũng thừa rồi, nó chỉ tầm dài ra khoảng 6 cm thôi. Thế sau đấy thì đối với cái mẫu tay này ấy, thì là cái tay này thì lên làm tay bồng thì nó sẽ đẹp hơn. Còn các bạn làm tay thường thì trông nó sẽ không được đẹp lắm, bởi vì là cái phần xoắn này nó đã cộm lên rồi. Nếu các bạn mà chỉ làm tay thường thì trông nó không đẹp. Vậy chúng ta sẽ làm cho cái này nó bồng lên. Các bạn sẽ vẽ thêm cho mình cái phần đầu tay này, bồng một đoạn lên, tùy các bạn muốn bồng nhiều hay bồng ít thì các bạn sẽ vẽ lên nhiều hay ít. Nếu các bạn muốn độ bồng là 3 xăng thì các bạn sẽ vẽ lên 3 xăng. Ở đây mình chọn độ bồng là 4 xăng chẳng hạn. Thế mình chọn ở đây và mình sẽ vẽ cái tay bồng như vậy. Đó.
mình sẽ kẻ lên đây. Đây sẽ là tạo độ phồng. Thế khi rút phồng thì cũng giống như bình thường thôi. Các bạn ví dụ như của mình ra đây, từ đây đây là 4 xăng thì mình cũng thì có nghĩa là cả mang trước và mang sau cộng lại là 8 xăng thì mình sẽ rút phồng. Ví dụ như mình sẽ lấy thêm ra đây là 4 xăng này. Đó. Lấy thêm ra đây là 4 xăng đúng không ạ? Sau đó từ cái đoạn này đến một cái đoạn tương tự như thế ở mang trước thì các bạn sẽ rút lại còn lại là 8 cm. Đó. Sau đó thì bây giờ các bạn sẽ cắt ra cho mình. Các bạn kẻ một đường như này xong cắt ra. Rồi lát nữa chúng ta sẽ điều chỉnh lại theo cái dập của chúng ta. Đó, bây giờ các bạn sẽ cắt ra cho mình. Các bạn có thể gập đôi để cắt mang trước luôn. Các bạn sẽ gập đôi giấy lại, các bạn sẽ dán thêm giấy gập lại để cắt mang trước luôn. Sau đấy cắt giảm đi thì sẽ thành cái mang trước. Bây giờ mình sẽ dán lại nhé. Đó, mình đã dán lại. Sau đấy thì bây giờ mình sẽ gập đôi lại để mình cắt đồng thời. Mình sẽ gập đôi lại như này. Sau đó mình sẽ cắt đồng thời cả mang trước và mang sau luôn. Đó, mình đã được hai bản rồi. Đây ạ. Được hai bản như thế này rồi. Thế thì bây giờ cái phần mang trước này các bạn sẽ cắt giảm đi cho mình là 1 cm hoặc là 0,5 cm thì nó tùy vào cái công thức cắt tay của các bạn. Là công thức như thế nào thì các bạn sẽ để như thế ạ. Thì các bạn sẽ cắt giảm đi cho mình như thế. Đó. Các bạn sẽ cắt giảm một phần này đi. Được chưa? Bỏ ra. Đó. Được chưa? Thế bây giờ cái tay của chúng ta sẽ có hình dáng như thế này. Đây là mang sau, đây là mang trước. Và chúng ta sẽ nhún phồng ở phía bên trên. Khi các bạn tiến hành may thì các bạn sẽ may hai cái này vào với nhau này. Mình giả sử mình dán lại, tức là mình đã may lại nhé. Các bạn nhớ bấm dấu cái này trên vải để các bạn nhớ là chúng ta may đến đâu. Đó, sau đó thì cái phần vải, cái bên trắng này ạ, các bạn sẽ may vào bên đây. Đó, cái này cũng gập lại này. Cái này các bạn gập lại này. Cái chỗ này cũng gập lại này. Và chúng ta sẽ may vào đây này. Được chưa ạ? Đó, các bạn để dài ra như thế này. Để sau khi mà may thì các bạn sẽ chỉnh đi. Ví dụ như nó thừa ra thì các bạn sẽ cắt bớt đi. Đó, các bạn sẽ cắt bớt đi như vậy. Được chưa ạ? Các bạn nhớ để nó phải thừa ra một chút để cái chỗ này nó phồng lên thì nó sẽ đủ đường may, nếu không thì nó sẽ thiếu đường may đấy nhé các bạn nhé. Tương tự thì các bạn sẽ sửa cái bên này theo cái bên kia. Đó. Đó, bây giờ cái dập của chúng ta sẽ có hình dáng như vậy. Đó, và nó sẽ may chéo sang nhau như thế này. Các bạn mang đặt dập lên trên vải, sau đấy thì các bạn nhớ cộng đường may ra giúp mình. Mình cắt hai miếng màu đỏ và màu trắng để các bạn nhìn đường may cho dễ nhé. Đó, các bạn sẽ may cho mình hai cái mảnh vải này ạ. Đó, may tại điểm này. Đây, đường may đây. Sau đó thì các bạn sẽ để chéo sang bên đây. Và cái màu đỏ trắng bên đây các bạn sẽ may với cái màu đỏ. Cái chỗ này thì các bạn gập đôi này. Đó, gập đôi này nhé. Và may vào đây. Chỗ này cũng, cái bên này cũng gập đôi này. Đó. Và may vào cái màu trắng đây. Nếu mà các bạn sợ thừa thiếu thì các bạn cứ để dài ra một chút. Thừa thiếu thì các bạn sẽ cắt gọn đi ạ. Đó, các bạn sẽ may cái miếng màu trắng này vào cái phần màu đỏ đấy ạ. Đường may đấy ạ. Được chưa ạ? Đó, các bạn sẽ may sang bên đây. Đấy. Nếu mà cái phần chỗ này nó bị găng nhá thì các bạn sẽ cắt nó ra. Khi mà các bạn may chéo nó bị găng thì các bạn sẽ cắt bấm cái chỗ này ra để cho nó bớt găng đi. Không bấm đường may mà chỉ bấm cách đấy 2 đến 3 mm nhé. Đó, được chưa ạ? Còn cái phần này bây giờ chúng ta sẽ đi rút nhún, rút phồng vào nhé. Cái phần phía trên này thì các bạn sẽ mang rút nhún lại cho mình này. Được chưa ạ? Cái chỗ này thì các bạn nên đính lại một chút cho mình cho khỏi bửa ra này. Cái chỗ sườn tay này thì các bạn sẽ may lại bình thường giúp mình. Đây là chiếc tay áo của mình sau khi mình đã may xong và mình đã đính lên trên ma lơ canh. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích, các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nhé. Mình cảm ơn các bạn.